Chồng sao nữ tử nạn khi siết nhận 5 tỷ bồi thường, bị điều tra vì nghi giống vụ Thái Thiên Phượng. Có thông tin nữ diễn viên siết mâu thuẫn với chồng trước lúc biểu diễn, vì vậy để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, không chỉ đơn vị tổ chức mà chồng nạn nhân cũng bị điều tra. Sinh Nam mới đây cũng đã đưa tin cảnh sát tỉnh An Huy công bố báo cáo điều tra sơ bộ vụ nữ diễn viên siết rơi tử nạn ở độ cao 10m rồi qua đời khi trình diễn tiết mục đu dây ở địa phương. Theo báo cáo điều tra, nạn nhân họ Tôn, 37 tuổi, cô từng làm ca sĩ, bắt đầu diễn xiếc trên không cùng chồng Trương Khải 7-8 năm qua. Trong tiết mục biểu diễn ở huyện Dũng Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy vào tối 15 tháng 4, cô và chồng không thắt dây bảo hộ. Ban tổ chức cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho diễn viên ở dưới mặt đất. Vụ việc bước đầu được báo cáo là tai nạn sân khấu. Tại đồn cảnh sát, chồng nạn nhân cũng cho biết đây là sơ sót ngoài ý muốn nên dẫn đến tai nạn thương tâm. Liên quan đến việc Trương Khải, chồng nạn nhân bị điều tra, luật sư phụ kiến giải thích. Ông cho biết sau sự cố, đại diện công ty tổ chức sự kiện cho biết vợ chồng Tôn Trương đã xảy ra mâu thuẫn trước khi biểu diễn vì giận chồng Tôn tức giận không đeo dây an toàn. Cảnh sát hiện ghi nhận lời khai này để làm căn cứ điều tra nguyên nhân, làm rõ vai trò của người chồng trong vụ việc, dù Trương Khải đã phủ nhận thông tin có bất hòa với vợ trước lúc diễn. Theo luật sư, nếu nữ diễn viên họ Tôn vì vấn đề cá nhân bỏ qua khuyến cáo của ban tổ chức, không thắt dây an toàn và gặp tai nạn, nạn nhân và người chồng phải tự chịu trách nhiệm tương ứng. Trong trường hợp người chồng xúi dục vợ không thắt dây an toàn hoặc ngăn cản nạn nhân thắt dây an toàn, anh ta sẽ bị cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc cố ý giết người. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm để xác định nguyên nhân cuối cùng gây ra tai nạn cho nữ diễn viên họ Tôn. Chồng nạn nhân và những người có liên quan đã được cơ quan chức năng triệu tập để lấy lời khai. Trên Nhân dân, Nhật báo, luật sư phụ kiến nhận định người biểu diễn và nhà tổ chức sự kiện đều có lỗi trong vụ tai nạn. Đơn vị tổ chức sự kiện ca múa nhạc Á Tây đã không thực hiện nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ trong lúc trình diễn. Chưa kể, Á Tây có thể lường trước rủi ro khi diễn viên không thắt dây an toàn đối với tiết mục biểu diễn trên không cách mặt đất 10m. Việc biết có nguy hiểm nhưng không ngăn chặn là hành vi tắc trách của ban tổ chức, vì vậy họ phải chịu trách nhiệm về tai nạn của nữ diễn viên. Mặc dù nguyên nhân của sự cố đáng tiếc chưa được làm rõ, phía công ty tổ chức sự kiện đã có những động thái đầu tiên nhằm xoa dịu nỗi đau của gia đình nữ diễn viên xấu số. Cụ thể, công ty đã đăng tải một đoạn video về buổi làm việc với gia đình nữ diễn viên. Trong đoạn video, chủ công ty ký thỏa thuận hòa giải với chồng của nạn nhân, trong đó ghi khoản bồi thường 1,4 triệu nhân dân tệ, hơn 4,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đoạn video đã được xóa ngay sau đó ít phút. Tuy đoạn video đã bị xóa nhưng những người có mặt đã kịp đăng một vài video khác. Dự buổi hòa giải có chồng của nạn nhân là Trương Khải và hai con nhỏ, các thành viên khác trong gia đình, nhân viên của công ty tổ chức sự kiện và cảnh sát địa phương. Trước sự ra đi đột ngột của mẹ, hai em nhỏ tỏ ra buồn bã, con gái của nữ diễn viên ngồi bệt xuống đất trong khi người lớn bàn bạc những vấn đề pháp lý. Trái lại, động thái của chủ công ty gây tranh cãi, nhiều người cho rằng thái độ của anh ta không hề có chút ăn năn hay hối hận vì những sơ sót trong khâu tổ chức. Chỉ cần bỏ ra một số tiền, mọi chuyện sẽ được giải quyết và công ty của anh ta vẫn có thể tổ chức các buổi biểu diễn khác, đó mới là điều quan trọng nhất đối với anh ta, một khán giả bức xúc. Ngoài ra, một số người còn so sánh vụ án với vụ Thái Thiên Phượng và cho rằng người chồng gián tiếp hại vợ mình.